trẻ tử vong khi học bơi, ai chịu trách nhiệm? Toyota, Yamaha, Suzuki, Honda, Subaru. Trời ơi, bề trên mặt xấu quá cây trần. Hả? Mày làm gì? Ê, trời. Mày làm gì á? Ủa anh hai hả? Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Trời ơi, em đang cầu mưa cầu gió. Anh gõ đầu em cái thằng Linh bay mất hết trơn rồi. Cầu mưa cầu gió? Cầu mưa, cầu nắng, cầu nắng. Trời ơi, mày điên thấy chưa? Ta cầu cho nắng mà đi mày cầu cho mưa. Anh gõ cái đầu cái tẩu qua cho ma nó ngược chiều trở lại. Ê, kêu cái quỷ quái gì đấy? Trời ơi trời. Anh giúp bạn nói lại đi. Em thương cái tuổi thơ anh quá à. Cái gì? Anh thiếu hụt nhiều thứ quá. Thiếu gì? Đây là con cúp B. Cúp B mà là cầu mưa cầu nắng ở bên trong Doraemon người ta cầu đó. Mày ở Việt Nam. Ừ. Mà mày cầu tiếng nước ngoài làm sao mà ông trời không hiểu? Tại vì nếu mà con cúp B của mình á thì mình cầu tiếng Việt, còn cúp B này bên Nhật mà, mình cầu tiếng Nhật mới được chứ. Cầu đó tao không thấy, tao quải quá mày ơi. Nhà thì có đất có ruộng. Ừ. Mà không làm nông được thì biết làm cái gì đây nữa, không biết. Làm ruộng á thì cũng không được, bị hạn hán. Rồi bỏ qua đó là trồng dưa thì dưa không có xuất khẩu được. Còn nuôi gà thì bị là H5N1. Còn nuôi ba cái trâu bò thì bị lở mồm long móng. Trời ơi, tao chán quá trời quá đất. Anh hai. Cái gì đây? Anh có nghe con bà nói câu không? Câu gì? Phi thương thì bất phú. Anh em mình không có tay canh điền đâu. Cái tay làm thương mại được đó. Cái câu này tao nghe quen quá. Mấy tháng trước mày cũng nói y vậy đó. Phi thương bất phú, buôn bán mới làm giàu. Ừ. Đó, nghe lời mày đó, giờ tao nè, tao mới ngồi đây nè, trống không nè. Thì anh nghe lời em, anh xây cái hồ bơi. Thì nguyên mùa nắng anh hốt quá trời rồi, giờ anh còn trách gì nữa? Mày nhắc tới hồ bơi, tao cũng tăng sông máu tao gì? Trời đất ơi trời, sao? Tao nghe lời mày, tao bỏ tiền cho tao đầu tư cái hồ bơi. Đó, thấy không, có lấy được cái gì đâu. Nhưng anh cũng phải biết rằng là cái mùa mưa này lạnh cống tụi mình không kịp ở đó để ai mà đi bơi. Thì anh đợi qua mùa nắng mới ăn kiếm ăn được chứ. Thôi, tao không chịu nổi đâu. Trời ơi, giờ tao bỏ tiền vô, tao xây biết bao nhiêu rồi, bây giờ bắt tao đầu tư vô. Rồi tao phải là sửa sang lại nè, rồi tao phải là vệ sinh lại, mướn người dọn dẹp. Úi xui, tao tốn tiền lắm mày ơi. Anh tốn tiền thì chi phí lắm phải không? Tao tốn nước nữa mệt lắm. Em vẽ ra cái này là anh không tốn gì luôn nè. Tao sợ lắm rồi đó. Không phải sợ à, này nghiêm túc à. Anh em mình nghiêm túc à. Cái gì? Đây nè, bây giờ cứ y chơi gần, sáng hai anh em mình xuống đó tắm. Ha. Cái trưa mình ăn cơm sáng xong mình nhảy xuống mình tắm cái nữa, hai giác, giác tăng hai. Trưa nắng chang chang mình nhảy xuống mình tắm cái nữa. Chiều mình tắm thêm tăng nữa, một ngày mình tắm 4 tăng như vậy đó là hai anh em mình tắm liên tục luôn, là nó đâu có phí nước đâu. Anh thấy là lấy lại vốn xuống dưới là bơi hoài. Bơi hoài luôn á. À đúng rồi, chứ anh kêu phí nước. Hay, mày nhắc tao mới nhớ cái chiêu này hay nè. Chứ sao anh, mày tắm đi. Anh thấu đáo gì hết à? Mày tắm đi. À. Mày tắm chừng nào mà mày bơi cho đã đi. Chừng nào mày thành người cá đó. Tao sẽ kêu cái bảng ngoài, tao bán vé cho người ta vô coi. Tao nói vô đây coi, có quái thú. Thôi bây giờ vậy nè. Mày chạy qua cái đầu sớm á, mày kêu con Bảy về đó, nó cúng giải hạn cho tao coi. À con Bảy nào? Con Bảy cái đầu quắn quắn mà ấy đó. À vậy hả? Đầu quắn quắn. Là em đi cho ở đây nhức lỗ tai quá, thà nó mỏi giòn hay hơn. Rồi, mày đi đi. Gần qua gần cái này mày thấy không có hiệu nghiệm gì hết trơn mà bày đặt. Bảy ơi Bảy. Bảy ơi. Bảy ơi. Nhỏ tiếng. Trời ơi bà qua cái miệng bà bay hại thằng nhỏ nó mới vừa ngủ à. Tiếng sao rồi nó khỏe chưa? Ờ thì hồi sớm mới dẫn nó lên bác sĩ. Ừ. Bác sĩ coi á nói là nhỏ nó bị sốc tí xíu thôi. Ừ. Cũng may là không có để lại di chứng gì hết. Tao ơi hên quá bà. Ờ bởi vậy. Ừ. Nó mà có mệnh này gì tôi không biết sống làm sao nữa. Tao ơi tôi chắc tôi chết chứ sống gì nổi. Ờ. Mà tự nhiên gầu là bà không coi được có số gia đình bà hả? Có chị coi. Có coi mà tại xui thôi. Biết sao không, bữa giờ trời mưa. Ừ. Mây mờ che khuất hiểu không? Nó che cái thiên lý nhãn của tôi. Trời. Ủa mà nhỏ sao nó bị cái gì? Hả? Sao con nó có bị gì không? Nó không mất dạy phải không? Mất dạy là phải dạy liền. Ông bà tao nói câu là con hư tại mẹ, ghé hư tại bà. Nếu mà đoàn thế nó hư rồi tại bà. Nha. Anh ba. Hả? Chuyện nhà tôi. À quên. Trời ơi bà thấy không? Bà thấy đàn ông con trai gì nhiều chuyện thấy ớn không? Tám. Gì? Tám đặt tôi nhiều chuyện, tám thấy ngựa hả tám? Thôi ông nói ông nhiều chuyện mắc mớ gì tôi ngựa. Sao mắc mớ? Tao cứ nghĩ đi, cái xóm này nè, có cái câu chuyện nào mà không có 200 gram thịt bò bà chẹt vô không? Bà chẹt nếu nó nở không nổi rồi nó chuyện gì đó. Thôi, được rồi.
người 49, người 50 không có nhịn nhau gì hết trơn à. Thôi bây giờ hai người nói gì nói đi, nhỏ nhỏ tiếng cho thằng con tôi hả, nó mới đi bác sĩ về kìa. Sao sao? Trong hai người này có thể ai kể tôi nghe lý do nào nhỏ đi bác sĩ về? Chắc quýt lộn quýt lạo phải không? Đó, thấy không? Người ta chưa kể gì hết là nhảy vô hồng. Bây giờ hai người có thể kể cho tôi nghe ai kể? Bây giờ muốn biết nè đó, thôi để chị Tám kể cho ông nghe. Còn tôi vô trong tôi coi thằng nhỏ nó làm sao rồi. Nhỏ tiếng nghe không? Con nó cẩn thận. Đây nè, để tôi kể ông nghe. Ta nói hả, tôi đi trên bờ sông. Bận nguyên một bộ đồ đẹp, ta nói bá cháy bồ chét luôn. Vừa đi vừa hát. Trời. Vậy mới yêu đời dữ lửa. Hát vậy nè. Mây trên trên đồ và nắng trên cao. Rồi hát đi, nói luôn đi. Trời ơi, ông biết sau khi hát xong. Mây đen ùng ùng kéo tới, sấm chớp bao phủ khắp nơi. Đố ông, tôi nhìn thấy cái gì? Cái vụ gì, thấy cái gì nữa lẹ? Thì đây nè. Tôi đâu có đó đâu mà thấy. Tôi ngó xuống bờ sông, tôi thấy thằng Tý nó đang bơi. Đang tắm dưới sông. Mà nó bơi ngộ lắm ông. Sao? Nó bơi, ta nói từ cái khúc đầu trở xuống cái khúc đuôi, nó lọt chùm dưới nước, cái tay nó dơ lên. Nó làm gì nè? Tôi mới nói là chắc nó thấy Tám, nó đang bơi, nó thấy Tám, nó quẩy tay, nó chào Tám. À, nó ngoan ha. Nó quẩy tay, nó chào, tôi cũng quẩy tay, tôi chào nó, cái nó ngóc cái đầu lên. Chết cha, nhỏ chết thụt hả? Là lúc đó là bắt đầu tôi là định hình liền. Trời ơi, không phải thằng nhỏ đang bơi chó hay là chào tôi, mà nó đang bị chết đuối, nó chết kêu cha. Cứu. Rồi, tôi chắc chắn là bà nhảy xuống cứu nó đúng không? Ông không được. Trời ơi, tôi mà nhảy xuống tôi cứu nó là ngày này năm sau đám dỗ tôi ông. Quỷ thần ơi, bà thương bà hơn nó. Rồi sao nữa? Tôi thấy cảnh tượng đó. Rồi sao? Tôi sợ quá. Ba dùa bốn cẳng tôi chạy. Trời ơi, tôi sáng một cái chắc rụng cái đầu bà luống đất quá. Trời ơi, tự nhiên đồ quánh người ta hả? Tất nhiên nó đã xấu rồi mà còn tất đứt tất nhân. Vụ gì? Thấy thằng Tý tới lọt xong, chạy đi chạy trốn. Không lộn rồi, không có chạy trốn. Chạy đi chạy đi kêu người lại cứu thằng con tôi. Cũng như không mà có được không? Thì tại ba không biết bơi, bả trội thiệt luôn á. Nhờ chị Tám nè, chị Tám mà không kêu người cứu hả, là bây giờ thằng con tôi là không biết là sống chết ra sao nữa đó. Vậy vì cảm ơn chị Tám dữ lắm. Có đó. Gì đâu à. Ê, mày nhắc mới nhớ, phải chi hè này á, trong trường hả mà có tổ chức dạy bơi cho tụi nhỏ, để cho tụi nó học bơi, tụi nó biết bơi, rồi lỡ khi mà sau này tụi nó có cái chuyện gì nó tự biết cứu nó. Wow. Gì vậy? Ông làm gì qua wow, ông nhìn tôi vậy? Tự nhiên đá lòng nheo với bả vậy. Quên. Hôm nay qua kiếm tôi có chuyện gì không? Làm gì anh gì? Hai tôi á. Rồi qua thỉnh em á, qua cúng giải hạn giùm anh em tôi bên nhà. Ủa nhà bị gì mà giải hạn? Hiện tại tôi có cảm giác rằng á, em qua cúng khai trương thì hay hơn. Khai trương? Ủa ông định mở giống gì hả ông đầu mướn mở qua cúng khai trương? Bí mật, ngày đó sẽ biết. Nè thấy em ra chưa? Em chỉ cần bỏ một chất nâu chút xíu trong đầu anh ta thôi là anh em đã không lụm tiền. Mày hay quá. Con bà Bảy mới vừa bị đuối nước, cái là mày kêu mấy đứa nhỏ học bơi thì. Hay quá, ba ơi. Giờ anh qua đây anh dựa đây. Rồi tới nghe em nói nè. Mày đừng có tạc tưởng tao nha. Không có tạc đâu, anh mà tạc đâu đi bán ai mua. Nè, anh cái hay của em nè, chưa nhìn thấy hết cái khu này phải không? Đất rộng mà cha mẹ để lại mà. Thì bây giờ em làm vườn sinh thái. Để làm chi? Thí dụ có những đứa nhỏ nó không muốn học bơi nhưng mà cha mẹ nó rất là thích đến vườn sinh thái. Thì bây giờ chỉ bằng đưa đến đây nó học 3 tiếng đồng hồ, cha mẹ nó ngồi trên đây sinh thái, thấy ngon không? Kèo nào cũng dính với mày hết. Kèo nào cũng dính, chạy trời không khỏi nắng mà. Tao nói nghe. Nói gì? Tao phải học hỏi mày đó. Chứ sao nữa? Bây giờ mày gom được bao nhiêu đứa rồi? Bây giờ tạm thời là em có khoảng 20 đứa. Nhưng mà em mới giao kèo nó, bây giờ con ở yên trong đó đi. Nó la nhau trong giọng kìa, thấy không? Ở yên trong đó đi. Khi nào nếu kéo sao được 30 đứa là chúng mới mở lớp. Đây. Đó, nó vậy đó. Có cái này anh góp ý mày. Sao? Mày nhớ dạy nha, dạy tụi nó lâu lâu phải biết bơi. Đừng có biết bơi liền. Anh không có vậy, anh phải dạy cho thật nhanh cho người ta, cho người ta học cái mấy số tốt cho anh làm sao vậy? Dạy lâu lâu nó biết bơi, chứ mà dạy nó biết bơi sớm nó nghỉ hết rồi lấy đâu mà dạy? Hả? Thấy chưa? Ủa tính anh hai thông minh dữ vậy ta? Trời ơi, vậy thông minh hơn em luôn hả? Vậy mà anh hai mày chứ? Trời, tưởng anh ngu hơn em chứ? Giỡn vậy? Giỡn nha. Bà Bảy đâu lâu quá vậy? Kìa. Mày thấy không? Mày thấy không? Sao? Thấy anh hai mày tỉnh ghê chưa? Trời ơi, ở xứ này thì ai không biết bả là thầy phong thủy, chứ cỡ người lạ thấy bả kêu đó là cho xe trở lên phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa liền luôn á. Ủa, chỗ đó người ta cũng mê tín dị đoan, khai trương cái gì ta kia bà cúng à? Không phải, ở trên đó nó có cái nhà thiên niên đó. Thiên niên chứ ông chi? Thì chỗ nằm điên chứ anh chi? Mày khùng quá, tự nhiên đưa bao nhiêu đó. Xin lỗi bà, xin lỗi bà. Tôi là tôi cúng xong hết rồi nghe không? Xong chưa? Xong rồi hả? Yên tâm, cúng khai trương xong hết, xong xuôi hết rồi. Hả? Tôi là tôi cúng cho hai người, bù lại hai người phải dạy bơi cho thằng Tý con tôi nghe chưa? Mà phải dạy thiệt là kỹ nha. Kỹ lắm, yên tâm, dạy 2 năm lận. Nó giỏi lắm. Nhớ nha. Yên tâm. Rồi,
Ủa Tám. Trời ơi, đi đâu vậy? Trời ơi, còn đi đâu còn phải hỏi nữa, người ta đi học bơi. Trời ơi, trời, tao khai trương hầu ơi, tao kỵ lăng quăng bà lết lết tới đây mũi không rồi mới nhỏ. Trời ơi, vậy? Ông này vô duyên, tự nhiên chơi khách hàng là thượng đế biết không? Nó không phải khoe với mấy ông nghe. Mục đích của tôi đi học bơi là để gì biết không? Để được ngắm huấn luyện viên. Trời ơi, tao nói mấy ông thầy dạy bơi nghe, cơ bắp cuồn cuộn mà đẹp trai lồng lộn. Rồi, bà chọn đúng chỗ rồi, yên tâm. Nữa nghe nè, huấn luyện viên tới chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Có sẵn luôn. Cho coi, cho coi, ổng đâu rồi trời. Nè, 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 nhìn con mắt tôi nè. À, trời ơi, ông đùi ếch này hả? Gì vậy? Bơi giỏi lắm nè, chó nè, bướm nè, heo nè, gà nè, nói chung là bơi đủ các loại thú. Cái gì anh? Mà hỏi nhỏ cái nữa. Cái gì? Có xây cái hồ bơi nhỏ cho hồ bơi con nít không, để mấy người chưa biết bao nhiêu tôi vô đó bơi. Bà có một hồ ế chết mẹ đóng rồi hả, xây hồ cho bà hay sao? Phải phải qua đây có gì mà nói chuyện sàm con. Khách hàng là chắc không có ghi danh. Khách hàng là thượng đế. Đúng rồi, bà yên tâm. Bà cứ đăng ký bà học bơi đi, hồ bơi của tôi á có đủ loại mức nước hết. Có ghi hết trơn nè, từ thấp lên cao. Bà chưa biết bơi thì bà bơi thấp, còn biết bơi xíu là lên cao, còn biết bơi giỏi lên cao nữa. Đúng còn rồi. Nếu mà chưa biết bơi, bơi ra ngoài lỡ chết đuối, bay ngược xuống vô lại. Trời ơi, nó giống có chồng rồi kìa, hai mươi mấy đứa giống rồi. Đúng rồi, tôi thấy ghi danh chồng đông lắm. Trời ơi, mấy chục đứa à hả? Ừ. Trời ơi, vậy không? Mấy ông tốn tiền dữ ngàn. Tốn vậy? Tiền mà mướn người về trông coi mấy đứa nít đó, trời ơi. Cực qua đây, quá. Em tức cái bà này quá, giờ bà khắc khẩu với em gì á. Mày nói cho đàng hoàng. Đây là hồ bơi. Ừ. Chứ không phải là nhà trẻ, không bao giờ có nít. Nghe chưa? Dạy bơi thôi. Đúng rồi, đúng. Mày cái gì vậy? Có nghĩa là dạy bơi, bà yên tâm đi. Trời ơi, không có sao đâu. Trời đất ơi. Vậy làm nãy giờ mấy đứa nhỏ ở trong mà không có người trông coi. Trời ơi ông nội ơi, tôi nổi da gà gà gịch hết trơn rồi. Sao vậy? Trời ơi, mấy đứa nhỏ ở trong một mình, rồi lỡ nó bơi nó có chuyện gì rồi sao hả? Rồi lỡ nó đuối nước, rồi nó chết. Rồi mẹ, trời ơi, hả? Bà đi bơi đây nè. Mày đứng đi. Gà chi? Tao sôi máu rồi, tao tăng xong tao nổi sải với bà này. Tôi nói khai trương nha bà Tám. Bà qua bà đăng ký bơi tôi tiếp đón nồng hậu. Bây giờ bà qua bà xỉa số chỗ tôi làm ăn. Tôi không có nhịn bà đâu nha bà Tám. Ông bớt giận, ông bớt giận. Thôi để tôi kể ông nghe cái này, coi ông có còn giận tôi nữa không nghe. Chỉ trong tháng 6 đã liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ chết đuối trong bể bơi. Điều đáng nói là hai trẻ này đều được phát hiện đã tử vong ngay sau ca học bơi. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 21 tháng 6. Em Nguyễn Anh Đức, 10 tuổi, trú tại Hà Tĩnh, đến học bơi tại bể bơi trong khuôn viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh. Hơn 8 giờ sáng, mẹ em Đức tới đợi nhưng không thấy con ra. Sốt ruột đi tìm xung quanh, chỉ thấy thi thể con trai ở bể bơi. Bể bơi rộng 1.200m2 và mực nước chỗ cạn là 1.2m, còn chỗ sâu là 1.8m. Và khi sự việc xảy ra, bể bơi này vẫn đang trong quá trình xin giấy phép hoạt động. Nạn nhân của vụ việc tương tự là bé Lê Anh Việt, 10 tuổi, trú tại Nghệ An. Sáng ngày 28 tháng 6, em Việt được bố đưa đến học bơi buổi đầu tiên tại bể bơi của một khách sạn. Khi đến đón nhưng không thấy con, người cha đã hốt hoảng thông báo. Lúc này, thầy giáo dạy bơi lặn xuống hồ và tìm thấy em Việt. Bể bơi này cũng có mực nước sâu nhất là 1.8m, nước màu xanh đục nên khó quan sát được đáy. Sau hai sự việc liên tiếp xảy ra, nhiều người đã đặt dấu hỏi về trách nhiệm bảo đảm an toàn của bộ phận quản lý bể bơi và cả các giáo viên trong quá trình trẻ đến học bơi. Anh hai ơi, cái gì? Chắc mình giải tán đi, mình đừng có dạy học bơi gì nữa, thấy ghê quá anh ơi. Là dạy đi học bổng mà lỡ cái chuyện đó, con sợ thấy ghê quá đi. Không, không trả tiền đâu, tiền tôi lấy rồi, dù sao không trả được. Ba, không, không trả đâu. Có sát chết. Trời ơi, gì? Có sát chết. Chết rồi, có sát chết hả? Sát chết ở đâu? Ở sát chết thì anh hai giải quyết đi nha. Cái gì? Cái hồn của, cái hồn của anh ạ. À. Mày á, mày chịu trách nhiệm, mày dạy, mày chịu trách nhiệm chứ. Em chịu cái nhiệm dạy, nhưng mà em nước 30 đứa mới dạy, giờ em chưa có dạy nghe, thầy không biết. Ê, mày đừng có ngược nha. Trời ơi, cái hồn này tao đưa, tao giao hết cho mày, mày có trách nhiệm, mày nhận học sinh, mày dạy, mày phải chịu chứ. Không, nhưng mà anh là chủ tịch hội đồng, anh bỏ tiền em là chứ cứu chứng rồi. Thôi mấy ông nội. Trời ơi, bây giờ anh em nhà ông thương nhau quá ha. Bây giờ sự việc xảy ra vậy á, đùng đẩy trách nhiệm cho nhau hả? Cái thằng này nè. Anh nè. Trời ơi. Nghe tôi nói nè. Bây giờ mấy ông muốn kinh doanh phải đi đăng ký giấy phép kinh doanh đàng hoàng ha. Rồi mướn huấn luyện viên về dạy đàng hoàng, chứ ông nghĩ xong lôi ông này ra cho ông dạy bơi hả? Dạy giọng bây giờ nhỏ chết ở trong rồi kìa. Ôi, đi lẹ lên vô trách nhiệm cái xác ở trong kìa. Xác gì? Xác đứa nít. Bà mới nói xác chết trong cái hồ. Nó đang chết rồi nào. Bà mới nói xác gì vậy? Xác chục chết. Trời ơi. Phế phẩm nông nghiệp chui vào bữa ăn.
nghĩ cái thằng chính nó thiệt, cái số nó may mắn làm sao á, nó sanh ra nhầm cái cung gì, cái ngày gì mà nó giàu, trời ơi, nó đếm tiền thấy mà mệt chứ, còn mình một cắt cũng không ra. Ơi vừa sao đêm vợ công chuyện làm xong chưa? Chưa. Giao cái gì cũng xem không xong hết trơn trọi à, làm ăn gì mà chậm như rùa vậy á. Tôi làm theo cái công sức của chị nuôi tôi thôi chứ, ngày chị nuôi tôi có 3 bữa mà 1 bữa chị cho ăn có 1 chén cơm mà sức ở đâu mà làm. Sức thôi, yếu tới là sức yếu. Ý của cậu nói á là tôi trả công còn ít phải không? Tiền đó là chị phải lo cho tôi thôi. Hồi đó chị mượn của tôi cây vàng. Mà cây vàng hồi đó có 100,000 hả? Bao nhiêu năm nay vàng bây giờ lên 30 mấy 40 ngàn. Ê 40 triệu. Nhưng mà chị cũng trả tôi có 100,000 mà. Tôi mượn chưa của cậu một cây vàng, lúc đó tôi bán cũng có 100,000 mà. Thì giờ tôi trả cậu 100,000 thì tiền nào trả nấy chứ. Cậu nói vậy mà cậu không nghĩ. Tôi nuôi cậu hồi lúc cậu có 18 tuổi à, cho tới bây giờ là 58 tuổi rồi. Rồi cậu tính đi, cái tiền tôi nuôi cậu hả, cậu tính ra vàng đi, cậu biết bao nhiêu vàng. Nuôi có 40 năm mà làm như nhiều lắm vậy. Ờ. Mà chị không nghe người ta nói sao? Ta nói sao? Bổn phận người chị ờ là phải nuôi cái thằng em Út. Ừ. Chị nuôi tôi là phải rồi. Hay quá, nuôi là phải phải không? Mà biểu công chuyện chút thì làm không xong. Giờ ngon á, giờ đi kiếm con vợ đi, nó về nó nuôi cho. Chạm tới cái lòng tự ái người ta, cái nỗi đau của người ta. Chị có biết không, tôi muốn vợ lâu rồi. Mà chỉ có thời buổi này đàn ông con trai mà không có tiền thì con gái nó đâu có chịu cưới. Vậy giờ mày muốn gì? Em muốn là chị trả cây vàng cho em, cái em lấy số cái tiền đó, em đi giao dịch, em đi ngoại giao, em đi đó đi đây đi học hỏi người ta, rồi thấy cái nào được cái làm ăn luôn. Trời ơi, tưởng sao nó tới nó lui là cây vàng không à. Giờ làm gì tao có tiền tao mua cây vàng trả mày. Giờ vậy nè, tao có công chuyện này tao giao cho mày làm. Mày làm đi rồi tao trả tiền công cho mày. Làm tôi biết rồi. Mấy cái chuyện mà làm ăn mà có tiền đó, chị làm hết rồi, dành làm hết rồi, đâu có tới phần em. Nhưng mà kỳ này tới phần em. Em làm đi, chị trả tiền cho em. Nếu em làm công sức của em nhiều ha, thì tiền nhiều, còn công sức ít thì tiền ít. Chuyện này nó vậy nè, để chị nói nhỏ cho em nghe, chứ nói lớn cũng được. Cái gì vậy? Nhột quá à. Tao nói nhỏ mà nghe, mà làm gì nhột. Nghe đàng hoàng chút coi, giỡn giỡn hoài à. Chuyện này được à? Được không? Được à, nhưng mà không biết là em khờ quá, em làm được không? Được chứ sao không được. Cái này chỉ cần em có sức khỏe thôi em làm là được à. Giờ chị đi nấu cơm nha. Ờ, chị. Hỏi này chị đừng có giận em nha. Rồi hỏi đi. Chiều nay chị cho ăn gì vậy? Chiều nay chị cho em ăn cá khô nè, với rau luộc. Khô hoài à. Răng muốn rụng hết mà khô hoài à. Giờ nếu em không ăn cá khô được thì em ăn rau luộc. Rồi chị ăn gì? Chị ăn cá khô. Còn răng không? Không. Nuốt rộng. 58 mà làm như 18 vậy à. Thiệt à. Mệt quá đi. Bánh xe bể rồi. Đi về trễ nữa. Bà Tư rồi bà đợi cô mà bà nhằn. Cô mà thấy luôn á. Sao? Anh Năm. Đâu hả? Đi về. Trời ơi, nay bảnh tỏn đẹp trai sạch sỡ nha. Đẹp ha. Biết tại sao phải ăn mặc vậy không? Sao vậy? Giờ anh là thu gom chợ đầu mối rồi, từ Nam ra Bắc. Anh nổi tiếng lắm. Từ Nam ra Bắc luôn. Thu gom nông sản ở đầu mối. Trời ơi, đại gia luôn nha. Vậy thôi. Ôi, cố gắng làm ăn chứ phải giàu chứ. Giàu luôn nha. Thì nói nghe nè. Nó mốt cho làm đại lý nha. Thì cũng có ý định đó đó. Mà không chừng. Nhớ nha. Nhớ cho làm ăn với nha. Trời ơi, công nhận áo đẹp thiệt luôn á. Đi đâu rồi? Đi chợ mua rau về nấu cơm. Cần gì phải đi chợ. Ủa sao vậy? Đầu mối thu gom rau. Đây. Tặng cho em luôn. Tặng luôn hả? Nhiều lắm. Nguyên giỏ này luôn hả?
ra cái này là anh đem về thôi. Dạ. Anh còn một bao. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn gì? Tại vì tôi thích nụ cười của Sáu. Mỗi lần mà Sáu cười á là một bịch rau. Thiệt luôn hả? Mỗi sáng ra đây đứng đi, tôi đi chợ ngang tôi thấy tôi cười một cái thì bịch rau tới liền. Rồi nhớ ngang, nhớ ngang. Rồi thôi đi về nha. Nãy giờ cười quá trời rồi đó, mai mốt trừ lại nha. Tôi nhớ có mối tình đè hồ còn nhỏ, bây giờ 40-50 năm rồi, tôi sao tôi vẫn còn. Hey! Trời ơi anh Năm, làm gì vậy? Trưa nắng rồi chờ không chịu tranh thủ đi về, đứng đây mơ mơ mộng mộng ôm trái tim vậy trời. Nhớ lại tình xưa. Gì? Tình xưa? Ừ. Nó ngày nào sáng dậy anh đi chợ hả? Ừ. Có gặp Chính Lé không? Mới gặp nó nè. Vậy hả? Tự tôi nó mới làm việc xong nè. Nghe là nói là con Chính Lé á. Dạ. Dạo này á là nó đi ra chợ đầu mối á, cái nó gom mấy cái rau củ mà chợ đầu mối người ta bỏ người ta vạt ra đó, nó gom về cái nó bán lại cho mấy cái tiệm cơm trong xóm mình, phải không anh? Bậy nè, nó thu gom rau á là để cho gà cho vịt ăn, nó bán cho người ta cho gà cho vịt cho heo ăn. Ngộ nhiều lắm, tôi chưa trở về nữa chứ tôi còn một bịch trà bá ở trên kia tại bánh xe nó xẹp nè. Bây giờ tôi về nha. Ơi bà Tư bà đợi cơm, trời ơi có bà nhằn dai lắm. Trời ơi tôi biết chị anh mà, mỗi lần bà nhằn thôi từ sáng đến chiều luôn á. Bởi vậy tôi nghe riết mà tôi muốn khùng luôn á. Có duyên, tôi thấy anh có duyên chứ đâu khùng đâu trời. Ủa sao con Chính Lé nó mần cái chuyện gì mà thấy mờ ám dữ ta? Còn anh Năm này nữa, nhà anh đâu có nuôi gà nuôi vịt gì đâu mà sao cũng đem mấy cái rau đó để về cho gà vịt ăn. Làm gì mà lâu quá vậy không biết nữa, tới giờ này mà chưa về tới nữa. Về rồi nè. Làm gì lâu quá vậy? Bực lắm rồi đó. Sao bực? Nó gạt người ta không à. Đi mót rau, nó mót rau đi, nó đi làm ăn, nó ăn mặc màu mè như vậy nè. Con Chính Lé nó nhìn nó cười quá trời đi. Nó nói đi mót rau mà làm như đi ăn tiệc á, mặc đồ thấy ghê. Rồi nó cười cái mặt em bây giờ muốn thúi rồi nè. Còn Chính Lé đó là đệ tử ruột của chị đó. Mà chị hay thiệt nha. Chính Lé nó con đó nó giỏi thiệt chị. Ờ. Nó nhanh nhẹn lắm. Chị biết không? Vừa tới cái nó ào lên cái đống rau. À, nó nhảy, nó múa, nó quơ, nó vào, nó hốt. Thôi ơi, những cái rau tươi nó hốt hết trơn. Em không nhờ nó là em về, ta không rồi đó. Vậy hả, em đem về nhiều không? Một đống luôn. Vậy thì giờ vậy nè, em đem một mớ qua cho bên nhà chú Út ha. Với lại cô Bảy nè, với lại bà Năm bán cơm. Ờ, còn cái bịch rau của Chính Lé gửi chị đâu rồi? Em cho Sáu hết rồi. Sao em dạ gái quá vậy? Rau để trưa nay mình luộc mình ăn đó. Đem Năm đi cho nó. Năm à, mình quá đi. Sao? Sao lại tâm trên gì? Ngon không? Ngon gì? Bữa nay cho tôi qua ăn cơm chung nha. Ăn cơm chung hả? Ừ. Ăn chung với heo được không? Đổ đầy một máng bệnh kìa. Sao? Dạ. Nhà này là nhà của tôi nè. Em biết mà. Biết sao vô thấy tôi ngồi đóng vậy không hỏi tôi tiếng nào hết trơn vậy? Em bận sực cha này nè. Em hỏi gì Tư á, đưa cho em bịch rau. Lấy rau ngon lắm, rau ngon lắm, từ giờ sắp tới khỏi đi chợ, mai mốt đưa nữa. Ừ. Em về em mở ra một cái cục màu đỏ bầm ha, đùng luôn cái xịt nước vàng lên. Cái người ta nói cái đó là cà chua. Còn một cái cục đen thùi chèm nhẹp, em đụng luôn cái xịt nước màu gì em không biết màu gì luôn. Cái đó kia bằng là trái cà tím đó. Còn cái mà ổng kia bằng rau cải xà lách gì đó là nó chạy quay luôn một đống luôn, em không biết là cái gì. Năm, có phải em đưa cái mớ rau của con Chính Lé cho cô Sáu không? Em tưởng những cái loại rau đó đem về cho chó, cho gà, cho vịt, cho heo ăn. Cho nên em gom những cái thứ hư thối đó đem về luôn. Không ngờ em đưa lộn cho Sáu. Xin lỗi Sáu nha. Xin lỗi gì? Giờ này tôi chưa có miếng cơm nào trong bụng nè. Chị Tư ơi, chị Tư.
chị Tư ơi. Cái gì? Từ từ chị Tư ơi. Từ từ nói. Con Chính Lé. Con Chính Lé làm sao? Con Chính Lé nó lên chợ đầu mối đó. Ừ. Ta nói nó giành giật địa bàn gì không biết làm sao, người ta đè nó, người ta quýnh quá trời quá đất luôn. Chính Lé nó bị đánh hả? Dạ. Trời ơi trời. Alo. Ờ, ta nghe rồi. Chính Lé. Trời ơi, chỗ mày làm là làm được rồi, mày đầy đập giành địa bàn chứ gì vậy không biết nữa à. Sao vậy? Nghe đánh đu đầu chảy máu rồi phải không? Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ à. Trời ơi chị Tư, em hỏi nè, có phải chị với con Chính Lé đi lên chợ đầu mối rồi thu gom phế phẩm nông sản về bán lại cho bà con phải không? Tôi nói tám nghe cái này nè. Cái gì vậy? Cái gì mà nói? Không được nói. Nhưng mà sao không được nói? Tám với nhà mình là chỗ thân thích, bà con lô xóm mà, nói đâu có sao. Tám biết không? Sao? Chợ đầu mối đó, những người ta đem rau này kia nọ, người ta phân loại ra đó, rồi những cái phế phẩm đó liền qua một bên, cái tôi với Chính Lé đó nhào vô mà gom cái đó đem về để bán cho ta. À, ý anh nói là gom về rồi bán cho gà vịt đổ trong xóm, mấy người mà nuôi gà nuôi vịt người ta mua cho gà ăn phải không? Tôi nghĩ vậy đó. Không dám mà đem bán cho mấy người nuôi gà nuôi vịt ăn đâu. Trời ơi, người ta bán cho con ngựa ăn luôn. Đây một máng luôn, một máng ở nhà bây giờ mấy măng chung với heo luôn á. Anh khờ lắm. Đây nè, để tôi nói cho anh nghe, hiện nay á có cái tình trạng phế phẩm nông sản được chui vô bữa ăn nè. Thì thời buổi khó khăn, Chính Lé nó chỉ chị vậy, chị thấy chị làm ăn cũng được nên chị làm chứ chị đâu có biết mà nó tai hại vậy đâu. Trời ơi chị ơi, chị mậy hết sức luôn á. Ta nói những cái phế phẩm đó, những cái đồ hư như vậy á là mình chỉ làm thức ăn cho gia súc gia cầm ha. Còn đằng này chị đưa mấy cái đó vô thực phẩm cho con người ăn đâu có được. Làm như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng lắm, chị biết không? Dạ giờ tôi biết rồi. Giờ ai biết gì đâu không biết nữa. Chị biết là bây giờ tới bữa mà không có cơm ăn nè, không có cái gì ăn hết trơn nữa. Ông đợi như tôi đi. Cách nào? Cách nào thì ai biết? Có cách trơn. Trời ơi, hú hồn quá. Trời ơi, có cách mà nói. Làm gì nhảy vô nữa vậy? Mấy người ngồi ở đây đợi tôi đi chợ về nấu cơm cho mấy người ăn. À, nhưng mà đừng có mua rau hư rau thối nha. Bảo hiểm cho trẻ, quyền lợi và trách nhiệm. Cà mau nó cắm sào trên dòng sông Ngã Bài. Tân ơi, có chuyện gì? Người ta đang hát mà nhảy vô họng người ta, rủi người ta mắc nghẹt nước người ta chết luôn thì sao? Từ ơi, em xin lỗi chị ơi, phá cái không khí đang hát, nhưng mà cho em nấp miếng đi. Từ là đàn bà con gái đẹp, đàn bà đẹp.
chứ đâu phải là đàn ông đâu mà núp bóng tầm quân. Trời ơi, không có, cho ra sau nhà núp một cái. Thì nói rõ ràng đi, đó là sau nhà. Ủa mà tại sao phải núp vậy? Chút xíu em nói sao nha, nha, nha. Chuyện gì vậy? Núp nữa hả? Núp cái gì? Ai núp? Sáu đúng không? Ờ. Sáu đúng không? Biết sáu ở đâu đúng không? Nó núp rồi. Núp ở đâu? Nó núp ở... Ở đâu? Ở... Ở đâu? Ở kia kìa. Ở kia, kia là đâu? Kia kìa. Đà ta. Ôi trời. Sáu. Sáu. Trời ơi, cái chuyện gì mà đằng đằng sát khí vậy? Sáu ơi, mày ra đi Sáu. Đi chưa? Nó đi chưa? Rồi Sáu. Mà cái chuyện gì mà tự nhiên sao mày phải núp vậy? Mà tao thấy cái mặt của nó đằng đằng sát khí thì ghê vậy. Trời, cái mặt của bà là sát khí đúng rồi. Nhưng mà cái mặt của chị sát khí hơn. Ý là nó tao dữ hơn hả? Trời, không có. Tao đã chỉ chỗ cho mày núp rồi. Rồi tao đã giúp mày là tao kêu con kia qua chỗ khác rồi kiếm mày rồi. Mà mày nói tao dữ ra biết vậy tao kêu con Chính lại. Chính ơi, đó ở đây là Chính ơi. Trời ơi. Cho mày chưa? Trời ơi, vụ gì vậy? Sao Từ, hai người hôm nay chết với tôi. Mà vụ gì vậy? Sao vậy? Từ biết sao nó ở đâu đúng không? Chỉ bậy cho Chính đi, bây giờ Chính bị ông chích đây nè. À, cái này là vô tình thôi, Mà bình tĩnh lại đi, cái chuyện gì vậy? Thôi hai người tự giải quyết cho đi, nghe mặt dữ quá. Không được. À, Tư lợi giúp em trốn rồi. Bây giờ hả, Tư phải giúp em luôn. Bảo bà manh động một cái là Tư vô bệnh viện thăm em đó. Đứng im. Không được qua trái, không được qua phải. Sao sàng dữ vậy Tư? Chứ bị Tư phải qua đâu? Ai kêu Tư? Kêu Sáu mà. Ờ, cảm ơn nha. Đi đâu? Ai cho vô? Cứ kêu Sáu, không kêu Tư, để Tư vô. Đứng đây. Trủi Sáu lại. Ê, không được. Tư, trời ơi, Tư là đồng loại với em mà sao Tư khóa tay em? Im đi, mày thấy cái mặt nó không? Như con quỷ cai gì đó. Trời ơi, tao phải khóa mày để tao còn sống còn, chứ không tin nó chết theo mày thôi sao? Sáu à? Tại sao? Tại sao khám bệnh con Chính mà lấy tiền? Tại sao? Đọc lên não chưa? Chưa, nó chưa. Mới tên ngang ngang đây thôi hả? Vậy là sai rồi. Là sao? Ủa, cái gì cũng vậy, cuộc đời mà đâu có ai cho không đâu, có qua phải có lại chứ, đúng không? Đúng. Tại sao tự nhiên con của Chính đi khám bệnh thì dĩ nhiên là nó phải thu tiền là đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng, Tư phải biết rõ ngọn nguồn chứ. Vậy hả? Vậy thôi, đợi. Nè, mày thu của nó nhiêu tiền hả? Trời ơi, em không có thu, bệnh viện thu mà như là mấy trăm ngàn á. Như vậy là bậy rồi, nó đang hung dữ quá, mình phải hạ quả nó xuống. Tiền thật, trói lại đi, không thì luộc Chính nhắc tay mày đó. Cái gì mà xù gì vậy? À, có nghĩa là như vậy, sau một hồi mà tư vấn nó đã nhận lỗi là nó sai. Cho nên, ngồi xuống đi, uống một chung trà nóng để cho hạ hỏa. Nể Tư đó nha. Qua phục vụ Chính. Trời làm ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, mày làm cái gì vậy hả? Quéo mà là tôi quéo. Cái gì? Dài ha. Con Chính kia, từ hồi nãy tới giờ là mày vô nhà tao mà mày ào, mày như là con cọp cái. Chị không có biết cái gì hết trơn mà chị binh Sáu rồi là sao? Tao không biết gì hết, nhưng mà tao chỉ biết một điều là đi khám bệnh thì bắt buộc phải trả tiền bệnh cho người ta. Mà là bệnh viện thu có mấy trăm ngàn, mày làm cái gì thấy ghê vậy? Bây giờ em không cần biết ai thu hết trơn á. Chị phải biết á, là trẻ em dưới 6 tuổi là đi khám bệnh được miễn phí. À, mày buông nó ra. Buông ra. Mày qua đây. Mày bậy rồi, mày bậy lắm rồi. Đó, đã có cái quy định là trẻ em 6 tuổi là khám bệnh miễn phí, mà tại sao mày lại thu tiền viện phí của thằng nhỏ mấy trăm ngàn? Trời ơi, em đã nói chị rồi, em không có thu, bệnh viện thu. Mà nói nghe nè, cái thông tin ở đâu ra vậy? Ai nói trẻ em hả là dưới 6 tuổi không thu tiền viện phí? Ai nói cho mày nghe chuyện đó? Cái người quan trọng nhất cái xóm này nói nè. Alo. À, dạ. Ủa, dạ thưa chị. Dạ, dạ biết rồi. À, dạ, em nấu cơm xong em qua liền. Ủa, chiều nay xuất viện luôn hả chị? À, dạ. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Dạ. Con mừng dễ sợ. Lại ông, làm trời là ông Phật. Con cảm ơn, con cảm ơn. Chiều nay
hết rồi. Mình trời ơi, không có đủ tiền, bây giờ tính tiền đâu ra xuất chuyện cho nhỏ ta. Chánh ơi, Chánh. Chánh ơi. Dạ. Ủa trời ơi. Ủa chị Tám đang làm gì vậy? Dạ đang. Trời ơi, nói nghe nè, buồn tí nó bệnh hả? Dạ tí nó bệnh. Dạ có đem hộp sữa để nhà trên á, hồi chiều cho nó cầm lên bệnh viện cho nó nghe. Ôi em cảm ơn chị quá à. Chiều nay thằng Tí nó được xuất viện rồi, nó đừng có lo nữa nghe. Ừ vậy mừng quá. Dạ thôi vậy Tắm về nghe. Về lo mấy con heo tắm rửa cho nó. Ê Tắm ở lại ăn cơm. Thôi cơm nước gì, heo nó đỡ ở nhà. Đi nghe. Cơm nấu còn xong rồi Tắm. Tắm ơi, Tắm thì thiệt luôn, không có tâm lý gì hết trơn. Người ta kêu lại là biết có chuyện rồi, chưa té đẹt đi về. Bà thì thiệt bực bội ghê. Tâm lý em ơi. Thôi gì vậy? Đâu gì đứng lải nhải gì tâm sinh lý gì vậy? Tâm lý thôi nha, không có tâm sinh lý à. Nói Tám á. Tám không có tâm lý gì trơn trời. Tâm lý gì trời, thì cần gì nói thẳng ra chứ, nói vậy ai biết được vậy? Nói thẳng phải không? Ừ. Giờ Tám có tiền không cho em mượn ít đi. Là muốn mượn tiền á hả? Trời ơi, thấy chưa, hồi nãy tôi nhìn cái mặt bà là tôi biết là có chuyện gì muốn nói nè, nên tôi mới quay lại đó. Hay quá. Đó, tâm lý chỗ đó đó. Ừ. Ở chỗ đó đó. Mượn nhiêu? Cho mượn 1 triệu nha Tám. 1 triệu? Dạ. Giờ có 500 được không? 500 không có đủ chứ, tự nhiên nếu mà mượn 500 đủ thì mượn 500, mượn 1 triệu làm gì? Tại có đi lòng vòng đâu có đem theo tiền, tiền để nhà rồi. Bởi có năm thiệt á. Tám á, Tám kỳ lắm luôn á. Nhà mình có tiền thì mình đi đâu mình bỏ vô túi nhiều nhiều đi. Ví dụ ai mà đang thắt ngặt tiền cho người ta mượn, tự nhiên bỏ 500 mà Tám muốn mượn 1 triệu, không thèm mượn luôn. Đi mượn hả, cho vay nặng lãi luôn, mà mốt mốt hả trả không được cái nó xiết nhà luôn, cho một tí ra ở ngoài đường luôn. Trời ơi trời ơi, mượn tiền ta mà còn nói giọng giận lẫy nữa, nghe thấy ghét không? Ừ rồi mượn tiền chi vậy? Thì mượn tiền là để đóng tiền viện phí cho một tí đó. Ủa, đóng tiền viện phí cho một tí hả? Ờ, đáng lẽ vài ngày nữa nó mới xuất viện mà, chiều nay nó xuất viện rồi nên em không có lo kịp tiền. Ê khoan khoan khoan, thôi khỏi lo tiền bạc gì đó rồi nha. Thằng Tí nó được miễn phí tiền viện phí mà, bảo hiểm lo hết trơn rồi à, mấy đừng có lo nữa. Gì? Ừ, bảo hiểm lo rồi, đừng có lo, đừng có rầu rĩ gì thôi, nữa. Thôi, hả? Thôi, nghĩ sao vậy? Thằng Tí, con của em, tự nhiên được miễn viện phí. Trời ơi, ta nói con nít đó, trẻ em mà ta nói dưới 6 tuổi là được miễn viện phí hết trơn hết rồi à. Bảo hiểm lo á, mấy đừng có bận tâm cái chuyện đó nữa hen. Hiện tác thiệt, ai nói sao chi trời? Miễn viện phí hả? Ừ. Trời ơi, miễn viện phí thiệt hả? Ừ. Ôi ơi, sao ông nói sớm? Thì nói nè. Miễn viện phí là em không có cần đóng viện phí gì hết trơn đúng không? Không. Lên rước nó về đó đúng không? Ừ. Em cảm ơn Tám. Vậy lo chuẩn bị chạy lên rước nó đi. Tám về hang tám heo. Ở làng cơm. Thôi cơm nước gì về lo mấy con heo. Thôi đừng có. Ừ, để nghe. Đừng nữa. Cảm ơn nha. Trời ơi, không có cần đóng tiền. Tí ơi, mẹ rước con liền. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen mờ. Lời tiếng ta quá tâm tư trọn mộng trọn mơ. Vết tình gắt nên dài đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, bà nội, bà làm gì bà lù lù bà vô nhà tôi vậy? Tôi phải lù lù vậy á, tôi mới biết được bà bất bình thường. Ê bà vô duyên bà lãng xẹt vừa vừa thôi nghe. Tôi hát hay gần chết vậy bà nói tôi bất bình thường là gì? Tôi tiếc, tôi tiếc là tôi không đem theo điện thoại nha. Để tôi quay cái cảnh bà hát vừa rồi, sau đó tôi tung cái clip đó lên mạng cho khỉ nó coi. Bà rảnh quá. Bà có thấy con khỉ nào mà nó mò lên mạng được không hả? Vậy cái bà có thấy con khỉ nào mà nó cao không? Tao ở bà nội. Bà nói tôi là con khỉ hả? Chính xác, tôi nói bà đó. Vô duyên. Nói vậy không sợ tôi giận hả? Không, không sợ giận. Mà tôi qua đây là tôi sợ là bà đó, bà là sắp sửa banh xác cái tụi tôi đó. Ủa làm gì banh xác? Ừ. Nè, nói bạn nghe ha. Mỗi lần mà bạn qua nhà mình á, một là bạn xỉ xói cái gọi là cái nhan sắc của tôi. Rồi hôm nay bạn lộng hành quá, bạn qua bạn dí tôi là con này con nọ. Thôi, xong chuyện rồi, mời bạn đi về cho mình hát tiếp ha. Tôi đâu có về mà đơn giản vậy. Ủa sao kỳ vậy? Còn để tiễn hả? Tiễn. Khỏi tiễn, chờ đi. Quá quá. Làm gì ở nhà tôi không có chó nghe. Quá. Làm cái gì? Làm cái gì là làm cái gì? Ủa gì vậy? Đẹp mặt chưa?
8 à? Hả? Nè, bà chuẩn bị đi, sắp sửa có đại chiến mỹ nhân rồi đó. Trời ơi, vậy là tụi mình ở đây là đại mỹ nhân hả? Bà sai rồi. Sao sai? Đại chiến mỹ nhân á thì chỉ có ba tụi tôi thôi, và có một con mỹ quỷ là bà đó. Bà đó? Ờ. Thôi vừa phải thôi nghe. Đã kêu mỹ nhân thì kêu mỹ nhân hết đi, phụ nữ với nhau mà, phân biệt gì người mỹ nhân người mỹ quỷ. Tại bà hôm đó bà tám à? Đúng. Bà đó, bà tám bà nhiều chuyện dữ lắm. Cái chuyện gì á mà đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Ừ. Tại sao bà đổi trắng thành đen? Tại sao? Cái chuyện không nói thành có, chuyện có nói thành không, gây lục đục mấy chị em nè. Ủa đâu có, cái nào có mới nói có, cái nào không nói không chứ ai không nói có. Nè, hả? Tại sao bà lại đi nói với bà chính á là trẻ em dưới 6 tuổi được miễn tiền viện phí hả? Ừ đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Vậy tại sao bệnh viện bắt tôi đóng mấy trăm ngàn? Ủa bệnh viện nào? Bệnh viện tỉnh. Ủa tí bà chuyển nó lên tiếng tranh hồi nào vậy? Chuyển gì chuyển? Thì nhà tôi gần bệnh viện tỉnh. Thằng tí nó sốt quá à, tôi gấp tôi chuyển vô bệnh viện tỉnh chứ đi xuống trung tâm y tế của huyện làm gì? Trời ơi vậy sao bà không nói sớm? Nói gì nói? Bà không biết thì thôi, bà đừng có nói lùm lùm là. Đúng rồi, bà nói chi tự nhiên hả? Bà tới bệnh viện tôi nè, tự nhiên cái bà nói đừng miễn phí, bà dí mũi tôi quá trời luôn à. Nè. Hả? Bây giờ bà phải nói rõ cho tụi tôi biết nha. Là có chuyện mà trẻ em dưới 6 tuổi được miễn viện phí không? Trời ơi thì đây nè. Việc cấp thẻ và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi là hết sức cần thiết và rất dễ dàng. Khi cha mẹ đi khai sinh cho con, chỉ cần mang giấy khai sinh đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hay tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn để được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi có bệnh, đưa trẻ đến nơi đăng ký khám bệnh ban đầu được ghi trên thẻ để được khám đúng tuyến và được thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, đối với những trẻ chưa được cấp thẻ hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh, gia đình chỉ cần trình được giấy khai sinh hoặc là giấy chứng sinh của trẻ để bệnh viện có cơ sở làm các thủ tục thanh toán. Nếu trẻ dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế thì hàng năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh không phải tiếp nhận trường hợp vượt tuyến. Còn nếu trẻ có thẻ bảo hiểm y tế thì khi tình trạng bệnh nặng cần phải chuyển lên tuyến trung ương sẽ rất thuận tiện. Những ca bệnh có chi phí lớn luôn được thanh toán chu đáo. Hàng năm, số trẻ khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất, thuốc, nhân lực phục vụ v.v. Nên công tác điều trị cho trẻ không đạt được hiệu quả cho cả trẻ có thẻ và không có thẻ. Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước chăm lo cho thế hệ tương lai. Các gia đình cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc làm thẻ và khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi bằng thẻ bảo hiểm y tế để vừa đảm bảo quyền lợi cho trẻ dưới 6 tuổi, vừa thuận tiện cho đơn vị y tế thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. À, thì ra bà Tám nói đúng rồi. Trẻ em dưới 6 tuổi mà đi khám bệnh á, mà nếu không có thẻ bảo hiểm á, thì chỉ cần đem theo giấy khai sinh là được miễn viện phí. Đó. Còn trong trường hợp của em á, nếu mà chuyển từ tuyến cơ sở lên tuyến trên á, là phải đóng tiền theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Nhưng mà chỉ đóng mấy chục phần trăm thôi. Đúng rồi. Thì vậy đi. Mà tôi nói mấy người nghe nè, mấy người phụ nữ á, người nào mà có con mà ở cái độ tuổi đó á, thì làm ơn ha, đi làm bảo hiểm giùm đi để con mình nó được quyền lợi, biết chưa? Ủa, bạn sao vô bệnh viện làm nào vậy? Trời ơi, người ta làm bữa giờ rồi. Đâu có bà... biết gì đâu trời. Trời ơi, mà có bà này, bà có biết cái gì đâu. Bà vô bệnh viện á, mình chỉ bà tận tình, thấy không? Khám sao này nọ, chỉ bà tận tình ha. Đó nọ, bà tiền, đóng tiền cũng phải nhắc nhở bà. Riết mà hả hả, mình hả tận tình vậy mà bà nghĩ là mình ăn chặn tiền. Ôi, xin rồi. 1, 2, 3, yeah. Ê trời ơi, nói về cái gì không chồng tôi tiếng nào trời. Về nhớ làm thẻ bảo hiểm cho con nghe.